Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV. Lời đầu tiên thì em xin kính chúc toàn thể quý vị và các bạn trên kênh cũng như là quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Da Bang trên mọi miền tổ quốc một buổi tối thật là an lành bên gia đình cùng người thân yêu. Và quay trở lại với các diễn biến trong video ngắn ngày hôm nay, cái sản phẩm đầu tiên mà em đang review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là một chiếc âm ly Acouphase E306V. Một chiếc âm ly rất đẹp và mức giá của nó cũng rất là phải chăng thôi, không có gì quá cao. Và quý vị và các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được chiếc âm ly này. Và nói đến thương hiệu Acouphase thì em cũng sẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái thương hiệu này nữa. Bởi vì Acouphase là một cái thương hiệu âm ly rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, đã được giới chơi audio đánh giá rất cao về chất âm. Chính vì thế chiếc âm ly Acouphase E306V này em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 48 triệu. Với mức giá là 48 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Đây là một chiếc âm ly có chế độ kích budget rất là hay quý vị nha. Và nó có lúm tinh chỉnh budget để quý vị và các bạn điều chỉnh âm lượng của bass và âm lượng của giải chất tùy theo sở thích nghe của quý vị và các bạn. Và nó có ba lăng chỉnh, ba lăng hai bên. Rất đẹp luôn ạ. Và đặc biệt là chiếc âm ly này nó có cái đường kết nối Orbital, một cái thiết bị kết nối đường dày mã rất đặc biệt luôn, mà không phải chiếc âm ly Acouphase nào cũng có quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ. Và trở kháng của chiếc âm ly này, nó chơi ở trở kháng là từ 4 đến 16 ohm. Và với trở kháng từ 4 đến 16 ohm thì quý vị và các bạn rất dễ dàng ghép với những cặp loa đến từ châu Âu, và đặc biệt là những dòng loa Tannoy BBK hoặc là những dòng loa đến từ Nhật. Đây là trở kháng của âm ly 4 đến 16 ohm ạ. Rất đẹp luôn. Đây là chiếc âm ly rất đẹp và điều đặc biệt là nó có đường dày mã Orbital. Và đây là những đường kết nối của âm ly. Thì quý vị và các bạn cũng thấy được là tất cả những đường kết nối người ta vẫn giữ được những cái lúm nhựa để bảo vệ. Thì điều đó chứng tỏ rằng là khi mà gia chủ người ta sử dụng chiếc âm ly này, người ta cũng rất là cẩn thận. Cho nên là người ta mới giữ được tất cả những cái lúm nhựa như vậy. Rất đẹp luôn. Và đây là cái đường dày mã của âm ly, như quý vị và các bạn thấy trên màn hình. Đường kết nối đường dài mã quý vị nhé, Orbital. Và sau khi quý vị và các bạn chơi đường dài mã thì chúng ta sẽ có đường kết nối Orbital, với điều kiện là cái thiết bị dài mã của quý vị và các bạn phải có đường ra của Orbital quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Và độc cái đường dài mã này thôi, quý vị và các bạn mua cũng phải tiền vài triệu rồi thì chúng ta mới mua được. Và sau khi em gặp chiếc âm ly này, em nhìn về đằng sau, em thấy có đường dài mã, cái này em mua luôn. Bởi vì đọc cái đường dài mã này thôi thì mua cũng rất là mắc. Và đây đường ba lăng. Và đây là cái thông số kỹ thuật của âm ly Acouphase E306V. Công suất tiêu thụ đặc biệt là 240W. Và nó chơi ở điện là 100V. Và nó chơi ở dài tần từ 50 đến 60Hz. Hàng của Made in Da Bang. Rất đẹp luôn ạ. Và chiếc âm ly này thì em xin thông báo giá lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 48 triệu. 48 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 48 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, hiện tại đối với ba vùng Bắc, Trung, Nam, em đều có người đại diện và em đều có kho hàng ở ba miền. Quý vị và các bạn muốn nhận hàng ở miền Bắc thì em cũng có kho hàng ở miền Bắc. Và nếu như quý vị và các bạn muốn nhận hàng ở miền Trung thì em cũng có kho hàng ở miền Trung. Và đặc biệt là quý vị và các bạn ở trong đầu cầu miền Nam. Và nếu như quý vị và các bạn muốn nhận hàng ở trong miền Nam thì em cũng có kho hàng ở miền Nam. Và tất cả ba miền Bắc, Trung, Nam em đều có người đại diện pháp lý. Và sau khi có vấn đề kiện tụng, tranh chấp về pháp lý xảy ra thì quý vị và các bạn cứ yên tâm rằng là ba miền Bắc, Trung, Nam em đều có người đại diện ở trong đó. Và hiện tại thì em đang muốn liên hệ với một số tỉnh thành nữa, đặc biệt là ở trong Đồng Nai, Ninh Thuận, Hòa Bình và ở trong Nghệ An, em cũng đang liên hệ với một số những đối tác để em làm cộng tác viên với các đối tác của em. Và thông qua đó thì các đối tác của em cũng sẽ là người đại diện pháp lý của em ở các tỉnh thành trên toàn quốc luôn. Vâng, và quay trở lại với các chiếc âm ly này thì như quý vị và các bạn đã thấy trên màn hình, vừa rồi em đã ghim điện và em đã bật nguồn. Và thông qua một công tắc bật nguồn như vậy thì quý vị và các bạn thấy được là cái đèn vu của chiếc âm ly vẫn còn rất là sáng quý vị nhé. Rất đẹp luôn, rất lung linh và lấp lánh. Và đây là cái mặt trên của âm ly và cái điều khiển của âm ly quý vị nhé. Điều khiển vẫn là điều khiển zin theo máy luôn ạ. Rất đẹp, hàng của Made in Da Bang. Và điều đặc biệt là nó vẫn còn cả các tolo hướng dẫn sử dụng nữa.
Và một xíu nữa thì quý vị và cũng sẽ được thấy các tolo hướng dẫn sử dụng của chiếc âm đi này. Và đây là cái các tolo hướng dẫn sử dụng của âm đi Akufei 306V. Và nó vẫn còn cái lắc nhựa để bảo vệ cái rắc cắm quý vị nhé. Và trong quá trình quý vị và các bạn bảo vệ chiếc âm đi thì cái rắc nhựa này nó sẽ tránh cái hiện tượng là khi cái đầu cắm nó va chạm nó bị làm sức âm ly. Rất tuyệt vời luôn ạ. Và đây là cái mặt trên của âm ly như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Rất đẹp luôn, máy rất đẹp, rất lung linh và lấp lánh luôn ạ. Và chiếc âm ly này thì em đã test và em đã đăng lên trang nhật ký của Zalo. Và một số những bản test thì em đã đăng lên trang nhật ký của Zalo. Quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc âm ly này, xin vui lòng hãy vào trang nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test. Và thông qua đó quý vị và các bạn sẽ có cái đánh giá dành cho riêng mình về chiếc âm ly này. Rất đẹp luôn ạ. Với mức giá là 48 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà. Ngoài 48 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái sản phẩm mới trong video ngày hôm nay. Và tiếp tục chương trình thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn cái bộ mic để hát karaoke như quý vị và các bạn đang thấy trên video. Và đây là cái modem của bộ mic này, quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Audio Technic BC700 Power. Và em đang giới thiệu và cũng là test mic để quý vị và các bạn thấy được chất âm của cái bộ mic này. Và bộ mic này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 6 triệu. 6 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 6 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và cái bộ mic karaoke này thì em đang kết hợp với một chiếc equalizer của hãng Chio. Và nó có model là Chio GE9X như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chiếc equalizer này thì rất đẹp quý vị nhé. Đặc biệt là cái mặt tiền của equalizer thì nó không có bị hiện tượng bị xước quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Và chiếc equalizer này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 4,5 triệu. 4,5 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Một chiếc equalizer rất đẹp. Em đang phối ghép với bộ mic này và một chiếc đầu karaoke của hãng Pioneer. Nó có model là SAV20, 25 mã như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chiếc đầu karaoke tích hợp Eco em bán về Việt Nam với mức giá là 8 triệu. Với mức giá là 8 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ theo số điện thoại của em đang chạy trên màn hình để biết rõ thêm thông tin về các sản phẩm. Và quý vị và các bạn đang theo dõi video xin vui lòng tạm dừng tay lại một giây lát, nhấn cho em một like. Đặc biệt là quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video ngắn của em, xin vui lòng nhấn tay vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, và thông qua một đoạn giới thiệu và báo giá các sản phẩm vừa rồi thì em cũng test mic luôn. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì thực sự là em không dám hát karaoke nữa. Bởi vì trong video bữa trước em hát một đoạn thì bị chê nhiều quá. Cho nên trong video này em không dám hát nữa. Em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn thông cảm. Và quay trở lại với video thì cái sản phẩm tiếp theo mà em đang giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là một chiếc CD của hãng DeLonge DCD3500G bản vàng chanh rất là đẹp ạ. Và đặc biệt là chiếc CD này nó có hồi gỗ đã được sơn PMU rất đẹp quý vị nhé. Và quý vị và các bạn thấy được CD chạy rất nhanh. Và sau khi em test chiếc CD này thì quý vị và các bạn thấy là nó chạy rất là nhanh luôn. Nó đọc đĩa rất nhanh quý vị nhé. Chế độ chọn bài và chế độ play, đặc biệt là chế độ tour của nó thì nó đọc rất là nhanh luôn. Không đến 3 giây là nó đã đọc được đĩa rồi. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái mắt thần của cái CD này vẫn còn rất là tốt quý vị nhé. Và chiếc CD của hãng DeLonge DCD3500G bản vàng chanh này em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu. 14 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 14 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán thêm bất kỳ một khoản chi phí nào. Và đây là cái lúm tinh chỉnh của CD như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chúng ta bấm thôi thì nó sẽ nhả xuống rất từ từ.
thì ở trong nó có một cái chế độ chỉnh digital out của 1-2 hoặc là 1+2, và chúng ta có thể chơi ở đường layout. Và khi chúng ta chơi ở đường layout thì chúng ta tinh chỉnh âm lượng trên cái điều khiển của CD được quý vị nhé. Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ điều chỉnh to nhỏ ở trên CD được. Và sau khi quý vị và các bạn chơi cái đường layout này thì cái âm ly của quý vị và các bạn chúng ta không cần phải tăng quá âm lượng quá là nhiều, bởi vì chúng ta cứ tăng giảm âm lượng ở trên CD cũng được. Và đây là khi em test chế độ chọn bài thì quý vị và các bạn thấy là nó chọn bài rất là nhanh và nó đọc rất nhanh luôn. Và chiếc CD này thì em xin thông báo giá lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu. 14 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Đây là một chiếc CD cũng rất là hiếm gặp tại Nhật quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ, rất lung linh và lấp lánh. Hồi gỗ cực kỳ đẹp, và một xíu nữa thì em sẽ quay chi tiết cái hồi gỗ của CD. Và đây là em đang test cái chế độ chọn bài và chế độ thâu. Và khiển vẫn là khiển zin theo máy quý vị nhé. Rất đẹp luôn ạ, rất lung linh và lấp lánh. Và đây là cái hồi gỗ bên trái như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Hồi gỗ người ta đã sơn một lớp sơn PMU rất đẹp quý vị nhé. Rất bóng luôn ạ. Sơn piano đấy ạ. Rất bóng và rất đẹp. Và đây là mặt đằng sau của CD. Thì quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hộ em. Và nó có đường ba lăng để chúng ta chơi đường ba lăng. Và đặc biệt là nó có đường da cỏ optical và casio như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và khi quý vị và các bạn nghe cái đường optical và casio thì chất âm của nó rất là hay quý vị nhé. Âm thanh nó rất là hay luôn ạ. Rất đẹp, rất lung linh và lấp lánh. Và chiếc CD này thì có đường ba lăng như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. Và chúng ta có thể kết nối đường ba lăng. Và sau khi quý vị và các bạn kết nối đường ba lăng thì chất âm cũng rất là hay. Nó rất thật và tất cả các giải của âm thanh nó tái tạo rất là chân thật luôn. Và đây là cái model của máy như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình. DCD3500G và công suất của nó là 24W. Hàng của Made in Japan. Rất đẹp luôn ạ. Và với mức giá là 14 triệu là em sẽ đóng đường bay. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đi đường biển cho nó rẻ thì em bán đường biển với mức giá là 12 triệu. 12 triệu là em sẽ đóng đường biển quý vị nhé. Và 14 triệu là đường bay. Và nó có hai mức giá như vậy để quý vị và các bạn lựa chọn. Và nếu như quý vị và các bạn ưng được cái sản phẩm này, xin vui lòng chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Và cái sản phẩm cuối cùng trong video ngắn ngày hôm nay đó là một chiếc âm ly rất là nổi tiếng của hãng Danon, PMA 940, bản màu trắng ghi rất đẹp luôn, và bản này rất hiếm quý vị nhé. Và trong video này thì em sẽ giải thích cho quý vị và các bạn là tại sao có một số những model của Danon khi quý vị và các bạn kích bắt chét nên nó không có. Và đối với những chiếc âm ly đó thì quý vị và các bạn thấy là em rất ít bán, bởi vì em biết được là cái thị hiếu nghe nhạc ở Việt Nam là các bác thích nghe bát và nghe chét. Chính vì thế thì em phải tìm những cái dòng âm ly mà bát mạnh, chét mạnh để em bán về cho quý vị và các bạn. Thì đây là một sản phẩm không thể thiếu đối với quý vị và các bạn thích nghe bát chét nhiều. PMA 940, bản màu trắng ghi rất đẹp. Và một xíu nữa thì em sẽ giải thích cho tại sao chiếc âm ly này, cái giải bát và giải chét của nó rất mạnh quý vị nhé. Bởi vì nó có đường kích bát chét, đó là chế độ lau lớt như quý vị và các bạn đã thấy trên màn hình. Rất đẹp luôn ạ. Đặc biệt là cái mặt tiền phay nhôm màu trắng ghi, không có một vết chân chim luôn quý vị nhé. Em sẽ bao cho quý vị và các bạn là không có một vết chân chim luôn. Rất đẹp, tất cả cái lúm tinh chỉnh, không có hiện tượng bị oxy hóa, vẫn rất đẹp luôn ạ. Ấy em vẫn chưa vệ sinh như quý vị nhé. Em mua ở tiệm như thế nào về là em giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn như vậy. Đây, đây là cái chế độ lau lớt, có nghĩa là chế độ kích bát chét. Và sau khi quý vị và các bạn chơi cái lau lớt này thì nó sẽ cải thiện được cái giải bát, giải chét rất mạnh quý vị nhé. Ngoài ra nó có chế độ filter ở dài 20Hz và 40Hz quý vị nhé. Rất đẹp luôn. Và tuner và ba lăng tinh chỉnh bát chét. Và khi quý vị và các bạn nghe cái âm ly này thì quý vị và các bạn sẽ thấy được sự khác biệt mà những chiếc âm ly quý vị và các bạn đã mua. Và sau khi đó quý vị và các bạn hỏi em tại sao những chiếc âm ly này nó không có bát và chét. Thực ra đối với các bác làm về audio thì chúng ta làm nghề chúng ta phải biết tư duy một chút. Bởi vì thị hiếu ở Việt Nam là quý vị và các bạn thấy đấy, là khách hàng rất thích nghe bát và chét. Đặc biệt là quý vị và các bạn chơi bolero mà không có bát và chét thì nghe rất là chán và không muốn nghe nữa. Và đây là mặt đằng sau của âm ly. Thì tất cả các đường kết nối của âm ly vẫn còn rất đẹp. Và đây là đường kết nối ra loa. Và nó chơi ở trở kháng là từ 6 ohm đến 16 ohm quý vị nhé. Và với trở kháng từ 6 đến 16 thì quý vị và các bạn cũng rất dễ dàng ghép với những các dòng loa của Nhật, dòng loa của Mỹ và các dòng loa của châu Âu. Rất đẹp luôn.
và chúng ta có thể chơi hai cầu loa một lúc, AB một lúc. Và khi chúng ta đánh hai cầu AB một lúc thì trở kháng của nó sẽ là từ 12 đến 16 ohm quý vị nhé. Và điều đặc biệt là chiếc âm ly này nó có hai đường kết nối của follow 1 và follow 2. Có nghĩa là chúng ta sẽ chơi được hai cái đầu đĩa than đấy ạ. Và công suất tiêu thụ cực đại là 205W và số series là 1110360 PMA940, rất đẹp luôn ạ. Với công suất tiêu thụ 205W thôi, nhưng quý vị và các bạn nghe chiếc âm ly này bass chất đánh rất mạnh luôn. Và bản test của chiếc âm ly này thì em sẽ đăng lên trang nhật ký của Zalo. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc âm ly này, hãy vào trang nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test. Từ đó quý vị và các bạn sẽ có sự đánh giá dành cho riêng mình về chiếc âm ly này. Vâng, và vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi các video ngắn của em. Quý vị và các bạn theo dõi hết video, xin vui lòng tạm dừng tay lại một giây lát, nhấn cho em một like. Đặc biệt là quý anh chị và các bạn lần đầu tiên mà theo dõi được video ngắn của em, xin vui lòng nhấn tay vào nút đăng ký kênh, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Lời cuối, em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video mới nhất